Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu hai cây cẩm thị form thiên nhiên nha. Lô này là hai cây, cây sống khỏe ở nhà mình. Lô này có mã số là 384. Cái cây bên đây nhà mình nha. Có số đo hình gốc là 30, cao là 60. Cây đang nằm bầu đất rinh là 20 nhà mình. Hai cây này nhà vườn dọn luôn. 350k bao ship. Dọn vườn hôm nay luôn. Form thiên nhiên. Cẩm thị. Cây sống khỏe nhà mình nha. Một và được hai nha. Đây. Toàn thiên nhiên luôn. Toàn rinh luôn nha nhà mình. Cây sống khỏe rồi. Form mini. Rồi mã số 380. 350k bao ship. Lô hai em này nha. Giao lưu 1 được 2. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.